thử cái bình vệ sinh điều hòa Flamingo. Có ông anh làm cùng cơ quan thì ông giới thiệu là bình vệ sinh này có thể vệ sinh điều hòa ô tô, điều hòa gia đình, có thể diệt khử bụi bẩn này, diệt vi khuẩn và khử mùi hôi của điều hòa. Thì cái bình này hôm nay mình vệ sinh thử điều hòa ô tô rồi, thấy rất là hiệu quả. Còn điều hòa gia đình thì chưa biết nào, bây giờ chúng ta test thử mới biết được. Trước khi dùng thì chúng ta đắc đều lên các bạn nhé, đắc đều lên. Và nếu mà tôi nói trước là làm video này là để test thử, nếu mà hiệu quả thì mọi người nên dùng, nó cũng rất là tốt. Còn nếu mà không hiệu quả thì chúng ta cũng không nên mua, tránh tốn tiền, lãng phí. Rồi, chúng ta sẽ lắc đều lên thì chúng ta sẽ cắm sâu vào trong, chúng ta xử. Đấy nhá các bạn nhá, hết 5 phút rồi. Đấy, bắt đầu bây giờ tôi sẽ bật thử điều hòa xem là nó đẩy bạn ra ngoài xem như thế nào. Đấy các bạn, sau khi vệ sinh trong 5 phút rồi, đấy, bắt đầu là nó thổi ra này. Đấy, đấy, đây chúng ta lấy rẻ và hứng này. Đấy, là lọc sạch đi. Còn nếu mà tí nữa còn cái ít bụi bẩn nào còn lại thì là nó sẽ tan thành nước, là nó sẽ theo đường dẫn của điều hòa chảy ra ngoài. Bọn này không vấn đề gì, an toàn. Nên dùng vệ sinh điều hòa gia đình mình.